chương trình Ngôi sao võ thuật Việt Nam toàn cầu số này, VTV4 hân hạnh giới thiệu với quý vị hai võ sinh đến từ Cộng hòa Áo, Michael Beddy và Michel. Hiện Michael Beddy và Michel đang theo học võ cổ truyền Việt Nam tại Võ Đường Thanh Phong, Hà Nội. Đam mê võ thuật từ nhỏ, theo học võ từ năm 14 tuổi. Hiện Michael Beddy là một võ sư phụ trách một võ đường tại Áo với 200 võ sinh. 2 năm trước khi sang thăm Việt Nam, Michael Beddy đã tham quan một số võ đường tại Việt Nam. Và khi đến với Võ Đường Thanh Phong, anh đã thực sự bị chinh phục bởi võ cổ truyền Việt Nam. Tuy thời gian rất bận rộn, nhưng Michael và Michel đã tranh thủ những buổi tập luyện riêng với võ sư Thanh Phong, trưởng môn phái. Michael và Michel mong muốn khi trở về Áo sẽ phổ biến rộng rãi võ cổ truyền Việt Nam tại các câu lạc bộ của mình.